Mình xin chia sẻ với tất cả các anh em đang chơi chim và đang có niềm đam mê con chim cu gáy. Một cái sản phẩm đơn giản thôi. Đây là con chim trần. Mình cũng bón từ nhỏ. Và khá là thuần. Đây là cái lồng quạt. Thế nhưng mà cái lan của những cái lồng quạt này nó rất là mau. Như là cứ cách một lan ở dãy trong này. Tính từ mép này đến mép trong này là mình cắt cách nhật đây cái vết cắt đây này, đầu ngón tay mình thì phân nó sẽ rơi xuống. Còn cái phần cầu bộ này thì mua trên thị trường 10.000. Còn các bạn để cống ăn một bên, cống uống để một bên, rồi các bạn chuẩn bị cho mình một cái này mình cứ là cái ở dây cái dây ống đồng 12 của bên nắp điều hòa này. Các bạn khoan lỗ bên này, các bạn khoan lỗ bên này, các bạn cố định lại cái cầu bộ này, chia đôi cái quạt ra và các bạn cố định cái hai uốn hình hình vòm như này, uốn hình vòm như này, đó. Uốn vòm mà các bạn cố định nó vào, các bạn có thể dùng vít hay dùng dây thép gì chẳng hạn, tùy mỗi người mỗi con mắt thẩm mỹ. Đây mình chỉ chia sẻ cái ý tưởng. Thì các bạn khoan một lỗ trên này, sau đó là các bạn lấy một cái móc của một cái lồng nào nó cũ, hoặc là cái móc đại khái nó có cái như này, bạn đưa qua và các bạn hãm cái con ốc này vào thì tạo thành cái móc treo. Cái lồng này thì nó sẽ xoay vòng tròn được, nó xoay vòng tròn 360 độ, xoay mãi cũng được tại vì nó không không bị giới hạn đó. Và những chú chim theo kiểu chơi trần này thì các bạn có thể là mua chim non của mình. Chim non thì các bạn về các bạn tự bón, khi nào mà nó biết mổ như thế này là tầm được một tháng rưỡi à. Thế thì nó biết mổ rồi thì nó sẽ thuần. Mình bón từ nhỏ, bón từ lúc 7 ngày 10 ngày tuổi cho đến bây giờ nó biết mổ rồi, lông đuôi lông cánh dài đó. Đây là con chim cánh tiên khá là đẹp, giống nó cũng rất là bóng bẩy, ngực nó bé mà nó đã hồng hồng rồi. Thế thì các bạn tạo ra con chim bằng cách các bạn tự bón, bằng cách mua chim non. Nếu không thì bạn nào không có thời gian thì có thể là đặt mua những con chim như thế này của mình. Số điện thoại của mình là 01 63 5305 982. Mình xin tự giới thiệu, mình là tên đầy đủ là Vũ Văn Thao. Và cái địa chỉ là thuộc cổng trại Đà Điểu, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Công việc chính của mình là phát triển trang trại chim cu gáy sinh sản. Có nghĩa là mình không làm việc gì khác ngoài cái công việc chăn chim và thuần hóa những con chim, rồi tạo ra những con chim để phục vụ những anh em chơi đam mê. Như con chim này thì mình đang cho nó ăn vừa vừa là cám, cám Ba Vì và lúa. Đó, vừa là cám vừa là lúa. Thì còn cái cống này thì các bạn mua cửa hàng gì bán đồ cho chim thì nó có 5.000 thôi, nó sạch, nó không không đi phân vào đây. Còn ở đây thì mình xin nói đến cái khía cạnh thứ hai. Các bạn có thể là lấy cái nắp nắp của cái thùng sơn, các bạn để vô đây thì tạo thành cái khay hướng phân như thế này. Bạn để vào vô đây. Con chim nó mặc dù nó bay nhưng mà nó không bị treo cổ. Đấy các bạn nhìn cho nó rõ. Đấy. Vậy vị trí là mình đưa cái nắp lên là nó giật mình. Tuy nó giật mình nhưng mà con chim này nó cũng rất là thuần, thực sự là nó rất thuần, kể cả mình bỏ dây ra đi thì nó cũng vẫn là thuộc về mình thôi. Các bạn thấy là nó rất là thuần, chim như chim gỗ luôn. Vậy vị trí là các bạn nhìn thấy cái cánh cánh của nó là cánh tiên này. Nó chéo cánh như này mà. Đó.
Con chim này rất là khôn, mỏ dài, đầu hình tam giác. Đây là cái giống chim nguyên bản, giống chim Bắc Bộ, thuần chủng, không lai tạp gì cả. Các bạn để ý là bây giờ nó bé mà nó đã có phớt phớt ngực hồng, xong lại chân rất đỏ. Và gì? Mỏ đinh, ngực hồng. À, đầu sau này nó sẽ xanh, đầu xanh đi xám, nó phớt phớt xanh ở đây. Điều quan trọng là cái giống chim là quan trọng, các bạn chọn những con chim mà nó có nguồn gốc, nó có giống thì mà các bạn sẽ. Ok, đó, nó lại rất là tự nhiên như vậy. Một trong những cái lưu ý mà các bạn là chơi chim xích hoặc là chơi chim trần này là các bạn nên tính khoảng cách cái con chim khi mà nó chơi. Đầu tiên là các bạn phải bón nó thuần, nhưng mà các bạn thuần đến đâu thì thuần thì nó vẫn là con chim. Khi mà có con mèo chạy qua hoặc khi có những cái cây gậy đưa đến khu vực gần thì theo cái bản năng tự nhiên là nó phải hoảng loạn, nó phải bay lên một chút. Thế nhưng mà khi các bạn xích cái chân thì như trường hợp ở đây mình minh họa, các bạn xích cái chân ở đây có cho con chim bộ tay mình đây, ok, thì các bạn tính đến cái việc là nó sẽ không bị quấn vào chân mà nó không bị hỏng chân. Đó. Đó, ok. Thì ở đây thì mình treo đu đơ cái này, các bạn có thể buộc con ốc cũng được. Thường thì với cái vành quạt này các bạn lên tính từ cái chỗ thắt lút con ốc này đến cái chỗ cái chân con chim thì các bạn tính cho mình khoảng 20 cm thôi. Đó. Thì con chim nó có bay ra đến cái mép của cái vành quạt này thì nó sẽ không bị dừ ấy, nó đủ đủ khoảng cách để nó bậu được vào cái mép quạt này. Mình để nó đây cho nó bậu. Đấy, các bạn nhìn thấy nó bay. Đó, mình cố tình cho nó bay như vậy để các bạn biết là con chim. Khi mà nhiều người chơi chim trần thì là nó sẽ bị treo cổ xuống dưới. Do mình đi đâu vắng, do không có người để ý thì nó hoảng loạn, nó sẽ bị rơi cái đầu này xuống và nó bị gì? Bị chết. Thế thì rất là đáng tiếc. Thì còn cái cách mà mình cột chân ở đây thì rất đơn giản thôi. Có cái clip nào mình sẽ chia sẻ cụ thể hơn. Thì ở đây thì nguyên lý của nó là nguyên lý thòng lọng. Mình làm một cái thòng lọng. Thế sau đó là mình sẽ thòng lọng cái cổ chân nó vào. Nhưng mà trong cái lúc nó thòng lọng nó rít vào thì mình sẽ tạo ra một cái nút hãm. Có nghĩa là nó chỉ hãm đến cái mức độ là nó không thắt mạnh vào cái cổ chân. Các bạn hình dung là một cái thòng lọng nó rít, nếu như mà mình treo cổ hoặc là mình bẫy cái gì thế thôi, nó rít và nó rít khóa luôn, càng dãy thì nó càng rít chặt. Nhưng đây là mình sẽ có một cái nút thắt thắt nút để nó cái thòng lọng nó chạy đến cái đấy nó hãm lại. Nó sẽ không làm cho con chim bị đau chân hoặc là bị tắc tắc máu hoặc là bị ảnh hưởng đến cái cổ chân mà mình cột chân như vậy. Với cái cách này thì nó rất là ít chi phí. Các bạn xin được cái một đoạn dây dù này từ bên những người đi câu được không? Các bạn mua tính hàng nghìn, tính một vài nghìn được cái đoạn là 50 phân. Đây là dây này hơi nhỏ, các bạn nên lấy cái dây to hơn một chút. Đó. Còn cái các bạn là đưa qua một cái lỗ như này. Mục đích cái lỗ này là được là sao? Là khi con chim nó bay ra cái mép quạt này ngoài này thì là cái này nó sẽ co lên và nó bị giới hạn ở đây. Đấy, thì con chim nó sẽ không bị lộn xuống dưới. Và vô tình con chim nó bậu. Ok, mình sẽ lấy cái chân nó. Đấy, đấy, con chim nó bậu vào khu vực này thì các bạn thấy không, con chim nó bay ra xa và nó bậu lại gần thì đồng nghĩa với cái ốc hay là cái con cá này nó sẽ gì, tự nó theo trọng lực hút của trái đất nó sẽ gì, nó sẽ kéo lại. Chính vì thế là cái cách buộc như này thì con chim sẽ không bao giờ bị quấn vào chân và dây không bao giờ bị xoắn. Đấy, đây là một cái chia sẻ nho nhỏ thôi. Đó, thì cái này con này thì mình cũng sẽ phải thay cho nó cái dây to hơn, mềm hơn. Đó. Thì ở đây là mình sẽ nói qua cái ý tưởng để mà cột cái chân nó như vậy. Thế còn cái ưu điểm của cái cột chân này thì ít chi phí, hiệu quả và không bị không con chim sẽ không bị tai nạn, bị ra khỏi cái vành quạt này mà treo cổ xuống dưới.
chim mà bị treo ngược xuống dưới mà bị hãm lại là nó sẽ không bay ngược lên được. Đó, các bạn thấy nó uống nước rất là thuần thục. Thì như vậy là cái clip này, thao chim cu gáy, số điện thoại là 0163 5305 982, có chia sẻ đến những người đam mê chim cu gáy cách tự tay mình bón một con chim từ lúc còn 7 ngày tuổi, lông lông măng, và bón đến lúc mà gì nó thuần. Đây bón, các bạn bón cám ba vì và nó biết mổ như thế này. Nếu các bạn thắc mắc về trong quá trình các bạn làm theo mình, có thắc mắc gì các bạn điện cho mình, cái số điện thoại là 0163 5305 982, thì các bạn sẽ được giải thích hơn. Và đây mình nói rõ là mình chia sẻ chứ không có cái tính chất là giáo huấn hay giáo điều gì cả. Nên các bác có biết nhiều thì các bác cũng phải thông cảm. Và anh em nào mới chơi thì có thể là từ cái ý tưởng này các bạn phát triển, có thể cái mà các bạn làm nó sẽ đẹp hơn cái của mình, nó sẽ tối ưu hơn cái của mình. Nhưng đây là trên một cái diễn đàn là chia sẻ, mình xây dựng nên cái kênh chim cu gáy hay, đại diện cho anh em ở ngoài miền Bắc là chia sẻ với tất cả những ai còn đang có cái niềm đam mê chơi con chim cu gáy, thì sẽ cùng nhau là có những ý kiến, những comment, mình cũng sẽ hứa sẽ trả lời hết và sẽ ok hết, không có vấn đề gì cả. Thế còn các bạn có thể là đăng ký kênh của mình để tiếp tục đón nhận những cái video mình chia sẻ về cái chủ đề chim sinh sản, chim khách, rồi huấn luyện chim, rồi cách nhận biết chim, rồi một số những cái bệnh chữa bệnh, rồi rất nhiều cái chủ đề từ trong cái kênh này. Hy vọng rằng cái clip này nó sẽ đóng góp một cái cách nuôi một con chim ngon bón, và cách tạo cho mình một cái lồng trần với cái chi phí là khoảng hơn 100.000, và đơn giản thôi. Đó, thì các bạn chỉ cần chuẩn bị một ít dây thép, một cái kìm, một cái khoan, có thể là dùng cái khoan của cửa hàng nhôm kính, người ta khoan hộ trên này một nút, bên này, và như vậy thì là gì, các bạn sẽ chuẩn bị những cái tận dụng những cái gì vốn có thì các bạn chơi, như vậy là các bạn có thể lấy là con chim này của mình là nó sẽ gì, nó sẽ là khá là đơn giản. Các bạn chơi con chim trần này nó khá là đơn giản thì các bạn có thể là yên tâm. Ok, cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh và đã theo dõi video này của mình. Chúc các bạn một ngày làm việc hiệu quả và có sự thành công trong cuộc sống. Thao chim cu gáy xin hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Thân ái, chào tạm biệt.